Hello anh em nha, nay mình lên cho anh em cục máy Yamaha X1R135 4 số, con tay 1 tới 3 lùi nha. Đúng máy Yamaha X1 Thái Lan nha anh em. Anh em về vô ẹt nhỏ con tay là bao phê nha. Tình trạng là máy zin rã xe Thái về, chưa sử dụng tại Việt Nam ha. Máy này là máy không đời nha anh em. Đúng máy zin của X1R là máy không đời nha. Đó, lốc không đời. Máy bình xăng con như hình. Đó, chắc máy siêu đẹp luôn. Hiện tại cái máy này là mình coi là dấu ốc à, nồi nè, đầu à, chưa chạm nha anh em. Máy mình bao sóng là máy sóng nha, bán bao zin, đúng máy sóng, đúng máy X1R. Cái máy này mình bán giá 7,9 triệu nha. Anh em nào xài alo mình nha. Đó, anh em nào biết chơi thì biết rồi, đồ máy của Yamaha X1 thì nó đỉnh cỡ nào rồi nha anh em. Đó, máy này siêu đẹp nè, cốt trong tải nè anh em nhìn thấy à, thẳng băng luôn, chưa thấy dấu mòn gì luôn. Đó, ốc yết nè, mình thấy là chưa có đụng chạm gì hết nha anh em. Đó, bán thì dạng mình bao anh em là đúng máy Yamaha X1, bao máy sống là không chết không bó ha, chỉ vậy thôi. Bán máy nguyên cục, anh em về lấy đồ và xài, về cho những con ẹt nhỏ 1S94, 1S9A ở Việt Nam mình, hoặc là những con 55B1 hay 10 mình á, lấy đồ sàn ha, bao đỉnh, 7,9 triệu cho cục này ha. Anh em nào xài nhắn mình ha.